Dù tên tuổi Jim Murray còn khá xa lạ với khán giả Việt Nam, nhưng sự xuất hiện của một ca sĩ được đánh giá là tương lai của nhạc dân gian Anh đã làm nức lòng những khán giả tại thành phố Hồ Chí Minh. Đáp lại, Jim Murray đã chinh phục người nghe bằng giọng hát truyền cảm, khả năng chơi đàn guitar thuần thục, và trong suốt 2 giờ liền, anh đã cống hiến cho người nghe 10 ca khúc xuất sắc nhất của mình. Thật tuyệt vời khi bạn có cơ hội được đi biểu diễn ở nhiều nơi, học hỏi được nhiều thứ. Có rất nhiều người hỏi tôi vì sao lại chọn theo dòng nhạc dân gian chứ không phải dòng nhạc khác. Nhưng theo tôi, có lẽ dòng nhạc dân gian đã chọn tôi. Đây có lẽ là thứ mang lại cho tôi nhiều cảm xúc và niềm đam mê nhất. Khởi nghiệp từ năm 2002, đến nay Jim Murray chỉ ra vỏn vẹn 4 album. Nhưng ngay từ album đầu tiên Shoes Island, anh đã được giới chuyên môn đánh giá cao khi đã biết kết hợp yếu tố hiện đại vào dòng nhạc dân gian truyền thống. Không dừng lại ở đó, trong những album tiếp theo của mình, Jim Murray đã tiếp tục đưa ra những thử nghiệm mới, lúc pha trộn âm thanh điện tử, lúc sử dụng kết hợp âm nhạc châu Phi. Có người nói với tôi rằng họ rất ngạc nhiên khi tôi lại sử dụng những chất liệu lạ vào dòng nhạc, đòi hỏi nhiều sự truyền thống. Nhưng tôi lại thấy rằng nếu dám thử nghiệm, bạn sẽ có được kết quả ngoài sự mong đợi. Không chỉ thỏa mãn người xem, đêm diễn còn là nơi để các ca sĩ Việt Nam, nhất là những người theo đuổi dòng nhạc dân gian, có cơ hội học hỏi một tài năng âm nhạc Anh. Anh Khang đã được nghe ca sĩ Jim Murray ở trên YouTube, ở trên mạng. Thì anh Khang cảm thấy rằng là cái chất nhạc của Jim Murray rất là gần với cả cái style nhạc của anh Khang, đó là country, đồng quê, dân gian. Thì và hôm nay có dịp được đứng cùng với cả sân khấu với một ca sĩ thực sự là nổi tiếng của nước Anh, thì anh Khang cảm thấy rất là vinh dự. Sau chuyến lưu diễn tại Việt Nam, Jim Murray trở về Anh, tiếp tục bắt tay vào thực hiện album thứ 5. Dù không nói nhiều về album này, nhưng hứa hẹn đây sẽ tiếp tục là một tác phẩm âm nhạc có chất lượng. Không ồn ào, không cầu kỳ khi xuất hiện, nhưng mỗi một lần, Jim Murray để lại cho người nghe một sự thán phục về tài năng và khả năng không ngừng chinh phục những đỉnh cao âm nhạc của mình.